Xin chào các cháu nha. Hôm nay ngoại sẽ kể câu chuyện là năm 80 mà con bé nó làm chung với ngoại á, nó kể chứ không phải là ngoại biết chính xác. Nó nói là dì của nó đó, thì cái thời đó là năm 80, thời điểm là năm 80 mà dì nó với hai em gái với hai em trai nữa cũng như là đi vượt biên để cho có tương lai con bả vậy đó. Bả mới kêu con nhỏ cháu bả ở lại, là nó lúc đó làm tre với ngoại, là nó ở lại nó coi chừng cái phân xưởng bả lớn lắm, bắn máy tàu ghe rồi này, giống như đặt son vậy đó. Thì nó ở lại nó coi chừng bả đi với bốn đứa con bả đi làm sao không biết nữa. Ra tới Bà Rịa Vũng Tàu á, vô chạy tàu chạy vô đá ngầm chìm tàu, là coi như là chết hả? Hai đứa con gái bả với bả chết, còn hai thằng con trai thì nó trôi dạt ở đâu qua bên kia bờ đó. Thì lúc đó thì chưa có biết được cái người mà tổ chức đi đó. Mới hai ba ngày sau á, chợ im lặng, sợ người ta bắt nó, không biết không, nó mới hoành lại nó đi cano lại, nó coi có ai sống sót ai gì là trở về. Cái nó lại nó thấy bà sẵn đó là sình trương lên rồi, ba ngày rồi tấp vô đó, cái giống như là cái eo rạch chị con hiểu không đó, nó nói đó tấp vô đó mà bả quần áo và đều rách bung hết trơn, chỉ còn quần lót còn mà vàng với hồng sòn, bả thì mới để trong quần lót mà. Cái thằng đó nó không có đầu óc, nó đem nó hả, nó lấy hết đồ của bả, nó đạp bả ra giữa biển luôn, ra giữa sông luôn, thay vì nó đo ấy nó chôn bả ha, nó đạp bả ra giữa sông luôn rồi đi về, mà không ai biết gì lúc đó, anh đâu có ai biết gì đâu. Nhưng mà đêm bả về bả kêu cháu, à bả kêu muội đó, nó nói bả nói là bả chết rồi, mà bây giờ hai đứa con gái bả chết mà chưa có biết nó đâu. Nhưng mà tiền bạc của bả thì không có, nhưng mà có nữ trang nha, có vàng với hộp sòn. Mà cái thằng đó bả nói là thằng chủ taxi rồi chứ bả không biết tên gì, lấy ra cái số vàng bạc bả với hộp sòn bả đạp bả ra giữa sông. Bây giờ hả, thay bả rã rời cá nó ăn. Nó mới nói vậy. Bây giờ bả biểu con á, nếu mà con có khả năng con đi ra đó con cúng việc vớt cho bả đi, tặng cho bả siêu thoát, chứ giờ bà cá ăn bả đâu có đều thai được đó. Thì con biết sao không, bả nói là bả về bả sẽ làm cho cái thằng này sống dở chết dở, chứ nó ác với bả quá à. Cái con biết sao, cái thời điểm đó mà nó sống về nghề đi cào, mà đi cào cá tôm rồi đó, mà làm sao mà nó không biết được sông nước, nó biết được giỏi vậy nó mới đưa người đi vượt biên, con hiểu không. Hai đứa con nó với lại thằng cháu vợ, vợ chồng cháu vợ đi cào xong đi ra cái rạch đó, ra Vũng Tàu, cái biển Vũng Tàu đó, bữa coi gặp cái dịp bão lật tàu chết, cái năm 2007 lật tàu chết, chết hai đứa con nó với lại vợ chồng thằng cháu vợ. Rồi cái bả nói hả, bả sẽ còn báo dài dài luôn. Con biết hả, nó con vợ nhỏ bán ổng con vợ nhỏ bán chả ở trên đường Nguyễn Thiện Thực á ha. Mà con biết sao, hồi nào giờ làm á là kỹ lưỡng lắm, đâu có gì đâu, tự nhiên nửa đêm phát quả cháy, cái khúc nó cháy hả, người ta ra được mà cái hẻm nó nhỏ quá, con biết không. Bà má vợ nó thì ra được, nó cổng bà má vợ nó ra, nó cổng mà mấy đứa nó con vợ nhỏ nó ra, còn nó vô nó ra không được, nó bị cháy một bên cái tay này là bị co rút, cái chân cũng vậy nữa, đi vô bệnh viện người ta nói là cũng như là ngoại tử, con biết không, không giờ không có kéo mà không có mổ mà sắp gân là được, cái gân nó liệt nha. Giờ có tật bị cháy hơn nửa người, đi co giật vậy nè nha. Mà vàng dòng thì có của đó, tại vì còn của bả nào mà lấy lại, mà con biết sao, sắp tàu mới đóng tàu nữa, tổ chức đưa đi nữa, bả tiền trả ở đó chỉ đạo thôi,
chứ đâu có đưa đi người ra được, tại vì què quặt là sao mà đi được, con hiểu không? Mới kêu vợ nó với lại vợ lớn với lại mấy đứa em vợ nó đi, là đi chiến đó hả, là vợ lớn nó chết. Mà con biết hả, cái chuyến sau cùng này nữa là nó tính ở lại, nó gom hết vàng bạc để là nó đi nước ngoài luôn, không biết không, nó qua bển nó thẩm mỹ người nó lại. Thì đi ra tới qua khỏi cái đèn Thái Lan luôn rồi ha, nước hai bên, bên nước trắng bên ở bên nước đen bên nước xanh, có hiểu không, nước biển á hai bên nó phân biệt vậy đó, là qua khỏi khu hải phận luôn rồi đó. Cái hả sao á không biết nữa, cái là ký nước vô, cái là ký tàu là gần ngay chỗ cái chân vịt đó, nước vô đi, nước vô cái hả nó mới đậu lại, nó đậu là để nó sửa, nó quay lại ngay chỗ gần gần cái Thái Lan, cái vịnh Thái Lan đó, chứ nếu mà sát qua bển đâu có được. Nó sửa sửa xong rồi đi đi ra giữa biển, nước vô cái nó chạy tấp sát vô trong bờ gần Thái Lan đó, không hiểu không? Rồi nó tính chả tính là nếu mà không mấy chả cái thùng sắt chả là chả chứa vàng không trong đó, đó thùng đạn hồi xưa đó, cái giờ rớt xuống con biết sao, con chả rớt xuống chả lên, chả không chụp con chả mình chả lên chỉ chụp cái thùng vàng, chụp sao hụt chả té xuống chết luôn, còn thằng con trai chết chả chết đó luôn. Rồi con biết nguyên một chiếc tàu nó 100 mấy chục người chết hết luôn đó. Rồi cái năm 80 đó ha, cái nó về á, bả về bả nói, bả nói với con muội đó, nói là bả trả thù được hết rồi đó, bây giờ vàng của nó cũng không làm gì được, xuống sông xuống biển đó. Bây giờ đó, hả gửi với bà hết rồi, gửi với bà thầy đó. Giờ không ai đi được hết trơn, mà tội nghiệp của nguyên chiếc tàu đó tới 100 mấy chục người, con hiểu không, chết hết rồi. Nó còn thằng cháu nó nữa ha, cháu nữa ở trên đường Nguyễn Biểu á, nó mới tổ chức đi, nó xuống, nó không biết xuống đâu, xuống ngay bến cá Hòa Bình luôn. Gia đình tội nghiệp lắm, gia đình cái cô đó ha, 5 đứa con gái, con biết sao, vừa ra khỏi cái sông Hòa Bình nó đâu có bao lớn đâu, lật chiếc tàu chết 5 đứa con gái bà với bả luôn, nó không biết. Giờ 5 đứa con gái biết chôn đâu, chôn trên cầu Dừa gần dì Bảy này. Mình đi nhìn nó thấy 5 cái mã, 5 cái tấm hình 5 đứa con gái. Giờ con biết có cái một cái xác nó trôi dạt tuốt vô trong trong kinh Cà Hủ á, nó mắc kẹt cái trong á, cái người ta thấy vậy người ta mới chi hô lên cho chính quyền lại, con hiểu không? Thì cái người nhà ta cũng đi tìm kiếm là trôi nhiều lắm cái năm đó đó, ta đi tìm kiếm ta không gặp ông, ổng mắc kẹt đâu ở trong đó, mà đường mà đi qua ngay chỗ chợ Sống Củi là có cái bến đò đó hả, cái sau á người ta thấy người ta truy hô lên là đem vô rồi kêu nhà chức trách lỡ coi là coi là mấy ổng đem đi, con biết năm nó trôi lên luôn rồi qua tới, con biết ngay chỗ sông đó nó trôi tới cầu ông mà qua tới sông mình luôn, mà ngoại đâu có biết là có người nhà của con nhỏ làm chung với ngoại đâu đó. Nó xin nghỉ mấy ngày luôn, cái chừng nó vô nó kể vậy, trời ơi con biết hả, không phải vậy đâu nha, trưa vậy con nhỏ em nó về nhập đó con, trưa mà thanh vắng hả, trưa người ta ngủ trưa về nhập đó, nó khóc nó kể nó nói là nó không có muốn đi mà mẹ nó kêu nó đi, bây giờ nó chết như vậy đó. Nó có người yêu mà bây giờ á người yêu nó đâu có biết là nó chết mà vậy đâu, nó khóc nó kể. Giờ cái nó làm quá cái ở đó không biết, giống như mấy ông cách mạng người ta không có chịu, ông bà dựa rồi ngáp ựa ngáp người ta không có chịu, mà hiểu không, người ta cho nó nghỉ, cho nó nghỉ nó về, nó về nó bán lại cái tiệm lặt son đó. Cái ngoại mới hả đi làm về, ông ngoại chở thằng ăn đi làm về, ghé nó nói chuyện gì nó nói hả, trời ơi bây giờ cái nhà con sợ quá đi bà Năm, tự nhiên giờ cái nhà thờ 7 8 người trong đó mà nó nói ở có mình nói với gì đó, đó. Mà gì nó thì cũng có gia đình, nó kêu thôi gì nó về đó ở, gì nó không chịu, nó còn biết cái năm đó hả rồi hụi là người ta đi vượt biên là người ta chết,
đó. Rồi á hả, chưa đâu nha, nó đánh thêm một chập nữa, đánh thêm chập nữa ở dưới ngã ba Rạch Đĩa, cũng có băng của tụi nó không à. Đó, đánh ở dưới không biết sao, đưa ra một nhóm thì bị bắt, nhóm thì nhảy xong, mà nhảy xong chết hết, nhảy xong là 4-5 mạng chết hết trơn luôn. Tội nghiệp cái cô hai đó, cô hai tuổi hồi lúc đó bà ở bên quận tư mình á, bà nói hả, đi rồi con mới đi rồi, mà con biết ra tàu á, nằm ở tàu là 24 tiếng mà không có ai vớt hết trơn, ai, không có ai rước. Cái nó nói nó xé quần nó vậy nè, nó chồng cho có tàu máy bay đi ngang nó quơ dặn rước nó không có, nó tức quá nó lấy cái càn nước không biết không, nó nhảy xong mà người ta khuyên nó, ta kêu thôi đừng nhảy, cũng nhảy, nhảy xuống, vừa nhảy xuống lội khoảng chừng 20 mét thôi, thấy một cái ụp cái là máu me không, là con cá nó ăn, cá mập nó ăn rồi. Con biết sao nó về, nó đêm nó về nó kêu, nó kêu ông suối đó, kêu nó, kêu nó nói mẹ ơi con á hả không có nuôi mẹ được rồi, bây giờ nhờ anh suối với anh Long nuôi mẹ đi, chứ con á bị, tại vì con không có chịu kiềm chế, nếu mà con kiềm chế chút xíu à khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ là ta có người có tàu ta kéo vô rồi, nhảy xong cáo bức. Mà trời ơi bả tội nghiệp bả ghê vậy con ơi, lúc đó bả đi ở nhà đi cái tàu hết trơn, còn mình thằng đó với hai đứa cháu, hai đứa cháu là con của anh đó, rồi bả lang thang luôn, con biết bả đi xin ăn luôn, bà giàu từng đấy hậu son đó, con biết bả đi xuống dưới quầy gạo mà ta bán gạo gạo tổ đó, đổ bả xin bả quét, bả xin quà bả quét đi về bả lãi là bả cho cháu nội bả ăn. Mà con biết hồi đó từng giàu có đó nha, mà con biết sao mang đôi dép đi biết không, đứt đôi dép rồi đi chân không, bà cố mà thấy vậy lại kêu lại cho đôi dép mòn mang. Rồi ổng á, ổng đi về quê tại giải phóng con đi cái tạo hết rồi, ổng mới đi về Sa Đéc, ổng đi về Sa Đéc sao mới không bị xe đụng, xe đụng gãy cái chân, mà nó cái chân gãy đơn sơ thôi mà làm độc cưa chân ổng, con thấy ở mà không có đứt. Hồi đó mày biết nha, làm tổng nhà đó nha, mà ai mà lớ mớ là ông chỉ điểm bị bắt, nó không biết gia đình rõ, còn là dân làm trong tổng nhà không à đó. Ai mà thí dụ đó mà đào ngủ hay gì mà lơ tơ mơ là cả chớn với ổng, gặp ổng phải chào hỏi dạ thưa, còn không là ông chỉ điểm là công an tới bắt đó. Không biết còn đưa người đi vượt biên cũng vậy nữa, nhưng cũng làm giấy tờ mà có người được đi nước ngoài vậy, con hiểu không, đi một người vậy hồi xưa biết không, tính ra tiền là 25 ngàn, giống như 25 triệu bây giờ vậy đó. Không biết đưa đi xong cái thằng con kế của bà của ổng là con riêng của ổng á biết không, nó đưa người ta đi rồi mà tiền nó để trong cái két sắt của nó vậy nè, không biết không, giấy 1 ngàn hồi xưa giấy 1 ngàn không, giấy tiền đô không biết, bể ra rồi á hả, nó bị còng dẫn về, dẫn về á mở két sắt ra tiền đô với tiền mỗi giấy 1 ngàn không, nó thấy tiền quá nó tiếc quá, nó đập đầu vô trong cái két sắt tự giận máu me không, ta cũng bắt đi ổng dẫn đi. Không biết cái đời đó hả, coi vậy á mày lên voi xuống chó mấy hồi hết trơn á, không biết rồi á hả, cái tội nghiệp lắm. Cái cô Tư Hạnh đó đó, cổ mới thấy hả bả khổ vậy đó, cái cổ mới nói thôi giờ bà hai đừng có đi nữa, bà hai ở đây đi để con, như là con xuống dưới con nói người ta cho gạo bà hai vậy đó, chứ rồi đó gia đình bả như gia đình sĩ quan ngụy người ta không có tiếp, con hiểu không. Cái cô Tư Hạnh của cách mạng 30 á, như là giải phóng vô là mấy người ở đó biết nguồn gốc sao vậy không, ta cho làm, có hiểu không. Cái cổ mới thấy gì, cổ đi xin gạo cho bà, xin gạo cho bà mới đi xin nữa đó. Rồi con biết có một con dâu cũng được, giống như đi làm gái mới có tiền lo cho bà, lo hai đứa con đó. Con thấy cái cuộc đời thấy chán không?
sau này con biết không, nó đi về dưới ha, nó về gì lấp giò, về dưới nhà nó dưới quê lấp giò đó, đi về dưới rồi tưởng sao cặp khác rồi bỏ bả luôn, dẫn hai đứa con đi bỏ bả luôn. Con biết bả hả, bả nằm đó rồi nhiều khi bả bệnh hoạn người ta không lâu người ta tới là thăm thôi. Rồi con biết tới chừng vô là bả cứ ngắt cứ đờ bả chết. Cái nhà đó con biết nhà thì nhà của bả dài lắm mà kiểu như có hàng rào vậy nè, con hiểu không, nhà hồi xưa mà có hàng rào vậy nè, chừng kêu cửa hoài mà không thấy bả mở. Cái người ta đi vòng vậy, người ta đi vòng dưới mấy sông á, nhà sàn nửa đất, ta đi lên rồi bả chết queo hồi đời nào đó. Rồi ta đem ta mua hòm quốc danh rồi ta chôn cho bả. Không biết bả về dưới bả kêu con dâu bả lên, đã về bả nói, bả kêu con dâu lên bả nói là mày bỏ má để má chuyện đó nhìn khác mà bả chết. Con biết nói nha, con bỏ má nhịn đó nhịn khác má chết. Giờ người ta tính sáng nay là ta đi thiêu nè, là bả về bả kêu á, bả chưa thiêu mà bả kêu đó con, bả kêu nó lên rồi nó sớm người ta cũng nói thôi giờ lên đây thì coi á, thiêu bả rồi á, nhà giờ không có ai thôi lên để ở đi, thằng thờ phượng bả này nọ vậy đó, rồi nó mới lên đó con biết. Đó là câu chuyện như vậy đó, ngoại kể đó, hết rồi đó.